Chào các bạn, mình là Khôi Bỏ, chúc các bạn ngày mới học tập và làm việc vui vẻ. Sau một thời gian mình đã quay trở lại. Ok, và bây giờ mình sẽ làm một cái thử thách là ăn hết 10 gói mì tôm. Trước tiên thử thách ăn hết 10 gói mì tôm thì mình đã hứa với các bạn là đăng lên Facebook, nhưng mà mình chưa đăng được. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm về món quà đó, review một chút thôi cho bạn xem những cảnh mà sắp tới đây mình sẽ làm. Cho dù mọi hoặc ở xa cực kỳ xa, nhưng mà mình sẽ đưa tới được. Tuy là mình ở khoảng cách rất xa, bây giờ mình sẽ đứng lên và qua đó cho các bạn xem được món quà đó nó như thế nào. Nhưng mà mình không sẽ cho các bạn thấy món quà, mình chỉ review về món quà đó. Mọi hoặc từ xa đều có thể thấy được. Ok, các bạn có thể thấy xung quanh mình là có một cái nhà cầu này, hai cái ghế là một cái bàn. Bây giờ mình sẽ đưa tới, không có thấy những xung quanh đó. Ok, đó là món quà fan tặng cho mình, nó có giá trị như thế nào và mình không có thể nào nó lá được, mình nói chính xác luôn. Các bạn có thể thấy toàn là thấy tờ tiền 500k không. Bây giờ mình sẽ đứng yên tại chỗ, về lại vị trí ban đầu. Khi các bạn thấy lại nhà cầu là hai cái ghế xung quanh, thì mình sẽ về lại luôn nào. Đó là món quà fan tặng cho mình. Ok, và hôm nay mình không có chia sẻ nhiều, mình chỉ nói thiệt là có một người đó tặng quà cho mình thôi. Bây giờ mình chỉ thực hiện thử thách ăn 10 gói mì tôm, không vòng vo nữa. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện thử thách ăn 10 gói mì tôm. Đây là 10 gói mì tôm chua cay. Thì mình sẽ thực hiện hết nó, không biết hết hay không mình sẽ thực hiện. Đây là có một cái thao để chứa mì tôm, là một thao mì tôm khổng lồ luôn. Xung quanh nó có những tiếng xe kêu hay là tiếng gà, mong các bạn thông cảm. Đây là đã đủ để mình phục vụ ăn. Bây giờ mình sẽ xé mì tôm là bỏ từng gói vô. Ok, nãy giờ mình đã lột xong 10 gói mì rồi các bạn. Đây là một gói nè, hai gói nè, ba gói nè, bốn gói nè, năm gói nè, sáu gói nè, bảy gói. Ba nữa là 10. Ok, và bây giờ mình sẽ thực hiện hết. Bây giờ bắt đầu là đổ nước sôi vô. Có tiếng gà gáy mà mọi người thông cảm, và con chó nhà mình không biết ăn hết hay không, nhưng mình sẽ thử một lần 10 gói luôn. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên, thực hiện ăn hết nó. Từ trước tới giờ mình chỉ ăn 1 đến 2 gói thôi, nhưng hôm nay mình ăn luôn là 10 gói. Để có một thử thách hay cho bạn xem, thì mình sẽ ăn hết 10 gói. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Các bạn có thể thấy nhiều cực kỳ luôn, không biết hết hay không, nhưng tranh thủ ăn hết. Ok, trong thời gian ăn thì mình sẽ quay nhanh cho đỡ tốn thời gian các bạn xem. Sau thời gian nãy giờ mình đã ăn thì mình đã còn nhiều đây nha các bạn, còn tầm khoảng 8 gói mì. Nãy giờ mà ăn được 2 gói mì, mình sẽ uống miếng nước và tiếp tục ăn. Thật sự từ trước giờ mình chỉ ăn 1 đến 2 gói mì thôi, nhưng bây giờ thực hiện thử thách 10 gói do có một bạn comment dưới là kêu anh hãy thực hiện ăn 10 gói mì tôm đi. Thì mình mới vừa khỏe bệnh xong, bây giờ mình sẽ thực hiện ăn luôn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục quay nhanh, thử xuống thời gian khỏe. Giờ mình ăn còn nhiêu đây các bạn, thật sự rất mệt luôn, còn khoảng tầm 5 gói. Bây giờ mình sẽ là đồ, thật sự rất mệt luôn. Bạn nào mệt quá, bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn hết 5 gói còn lại. Nếu mà không ăn không hết thì mình sẽ chịu một hình phạt là ăn hết một tay chanh.
Ok, mình xin tiếp tục thôi. Mọi mình đã ăn được 6 gói các bạn, còn 4 gói thật sự nó không mệt đâu. Thử thách này nó là một vấn đề lớn thì tiếp tục thôi. Đó là nãy mình ăn còn tầm khoảng 4 gói các bạn, chỉ ăn hết 6 gói thôi. Đây là một thử thách mà nó khó khăn, mình chắc chắn là ăn không hết. Bây giờ mình sẽ chắc mình sẽ ăn hết, mình sẽ ăn hết được hết 10 gói đây. Nhưng mà khi đổ nước vô nước sôi thì mì tôm nó nở ra nhiều quá, nhưng mình không có thể nào ăn hết 10 gói mì tôm này được. Và tầm còn 4 gói mình sẽ ăn hết 6 gói thôi. Đây là thử thách các bạn đề lại cho mình, thì mình chỉ làm theo thôi. Còn mình là ăn không hết thì sẽ thực hiện ăn hết 1 tô chanh. Ăn nữa cũng được, nhưng mà thật sự bụng mình bây giờ nó cũng không có no. Nhưng mà ăn vô khi mà ăn lên như vậy thì nó không có nuốt được, nhưng mà mình sẽ không ăn để bảo tồn. Ok, thì sẽ ăn hết tới cần này. Chưa bao giờ ăn chanh, nhưng bây giờ chỉ thực hiện ăn hết 1 trái chanh này thật sự rất khó khăn. Chú hù đâu ấy. Công nhận cái bạn đề là thử thách ăn 10 gói mì tôm này thật là hay. Nhai mãi mà vẫn chưa ấy miếng chanh. Chua. Nửa tay chắc cũng ăn không hết. Tự bỏ một lần vô họng như xin chào. Có chút chua chua. Bắt đầu chua. Ở cái lắc ớt. Đây là vỏ mình sẽ bỏ, không có thể nào ăn vỏ được. Và video hôm nay mình chỉ ăn được thử thách ăn hết 6 gói mì tôm thôi. Còn nhiêu đây mì tôm. Đây là ly nước. Đó là thử thách của bạn, là bạn đề ra thì mình làm thôi, chứ mình không ăn hết. Và mình muốn nói với các bạn là phần quà của fan mình tặng, đó là một món quà. Thật sự những video sắp tới đây mình sẽ làm lại cho các bạn thật chất để cho bạn xem. Có thể tuy là mình ở từ xa nhưng mà có thể quay to thấy như mình được. Ok, đây là thử thách của mấy bạn đề ra thì mình sẽ ăn, nhưng mà ăn chỉ được 6 gói thôi. Các bạn đừng làm theo dưới mọi hình thức. Khi mà các bạn ăn tôm, mì tôm thì mì tôm nó sẽ nở ra, mỗi lần nước đổ nhiều quá thì nó to ra, ăn thì nó rất là không tốt về sức khỏe. Mình chỉ làm thôi và mình chấp nhận là ăn không hết. Mình sẽ chịu một cái thử thách là hết 1 trái chanh, và mình không muốn nói gì nữa. Nếu các bạn thấy video này hay, mình có làm, mình có ăn không hết thì mình có chịu trách nhiệm với bản thân mình là ăn hết 1 quả chanh. Còn nếu các bạn thấy video này cũng hay thì hãy nhớ đăng ký kênh, bật chuông nơi xung quanh đó để cập nhật những video tiếp theo của mình. Bảo đảm video sau là các bạn xem bảo đảm sẽ mê và ghiền. Ok, mình sẽ nói vậy thôi. Bây giờ mình bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye anh em.